cả gan khoe dáng với váy áo xanh chuối kén ra. Chipu trung tim hai cô tiên, chỉ cần đủ khí chất là cân tất. Nhưng nhìn sang Trang Pháp, Trang Hí chỉ muốn ước chi mù màu. Oh my god, what is that? Oh my god. Hơn nhận không nhận. Cái gì vậy bà nội? Oh shit, mấy chi? Oh my god, what is that? Xanh chuối luôn là màu sắc rất kén người mặc và xén nên các mỹ nhân phần nhiều là né tránh. Thế nhưng vẫn có những người đẹp rất cả gan, thẳng thắn mặc lên người dù rằng không phải ai cũng cân được. Tim cân đẹp, thả dáng siêu slay. Chipu rất nhanh nhạy trong việc bắt chen, cô nàng từng mặc cả cây xanh chuối cực hút mắt nhìn. Không có được chiều cao lý tưởng nhưng bù lại giọng ca này có vóc dáng cân đối, lại còn có tài tài mix đồ siêu tài tình nữa. Với bộ cánh này từ kiểu tóc buộc cao, phụ kiện khuyên tai to bản đến đôi boots ánh bạc đều rất ăn ý, thể hiện đúng phong cách quý cô cá tính mạnh mẽ. Có thể nói mảng thời trang chưa bao giờ Chipu làm fan thất vọng. Tóc tiên là chiến thần màu sắc của Vbiz, cô nàng không chừa hay kỵ bất cứ màu sắc nào dù khó cân hay xén tới đâu, xanh chuối cũng không ngoại lệ. Cô nàng từng thử sức trong bộ váy voan nhiều tầng cắt xẻ táo bạo mang tông màu xanh neon bút nhớ vô cùng chói mắt. Chính vì biết chọn váy hợp dáng người lại khoe được đôi chân dài siêu thu hút, kết hợp cùng kiểu váy hay trang điểm đều thu hút nên nàng tiên vẫn nổi bần bật và cực sang. Thủy Tiên không chỉ một lần thử tài khí chất với màu xanh chuối, và dù là váy dài ôm dáng xanh dịu hay bộ quần áo xanh rực kiểu dáng lạ cũng đều không dìm được dáng hay thần thái của nàng hậu. Trước tiên là nhờ vóc dáng đẹp, đạt tỷ lệ chuẩn, tiếp đó là chọn phong cách trang điểm, làm tóc phù hợp, nàng hậu xinh đẹp vẫn siêu slay bất chấp hoàn cảnh. Đi sự kiện thì duyên dáng, quay clip ngoài trời thì cá tính, nói chung là Thủy Tiên có thể cân mọi phong cách. Huyền Ly Di vừa gây thương nhớ khi tham dự sự kiện và sánh đôi bên nam thần Thanh Sơn trong bộ váy xanh chuối cắt cúp ôm dáng khoe chân quyến rũ. Với vẻ đẹp ngọt ngào và duyên dáng của mình, người đẹp đài truyền hình Việt Nam vô cùng rạng rỡ, cực dịu keo và không hề để cho màu sắc khó nhằn này tổn hại tới thần thái của mình. Nhan sắc và dáng người đẹp của Huyền Ly Di đã lấn át được độ xến của màu sắc trang phục. Tim lạc quẻ, bị dìm khí chất. Thật tình cờ, Trang Pháp cũng mặc bộ váy y hệt Huyền Ly Di khi đi sự kiện gần đây, thế nhưng tiếc rằng cô nàng lại không thể cân đồ ổn được như người đẹp kia. Có lẽ vì vóc dáng Trang Pháp không đỉnh bằng Huyền, màu tóc của cô nàng khá chọi với màu váy, phong cách nhí nhảnh cũng không hợp lắm với một chiếc váy cần nhiều sự nền nã, dịu dàng này. Lần sau mỹ nhân toàn năng này có lẽ nên né màu sắc này ra nếu vẫn muốn để mái tóc hồng như hiện tại. Một cô trang khác cũng khiến người ta choáng vì không biết phải nói gì khi mặc xanh chuối, đó chính là Trang Hí. Vốn nổi tiếng là mỹ nhân lập dị, chuyên theo đuổi phong cách không giống ai nên cô nàng cũng chẳng ngại mặc nguyên một cây xanh chuối quay clip. Váy rộng kết hợp áo cổ lọ, đội thêm chiếc mũ, tất cả đều xanh rực một màu khiến cho dáng người đã thấp bé của Trang Hí lại càng bị nuốt sạch hết luôn. Có lẽ đổi sang một màu sắc khác có lẽ Trang Hí sẽ không su cà na như vậy, nhưng đây là cô nàng cố tình mặc một cây xanh để làm một cây chuối mà. Đông Nhi từng có một tạo hình thoát vòng vì không thể mê được điểm nào với chiếc váy quay xẻ tà thướt tha, nhưng lại kết hợp cùng một chiếc quần ôm sát và đôi giày đen lạc điệu, đã vậy kiểu tóc hay trang điểm của người đẹp cũng không mấy ấn tượng. Dân mạng nhìn vào chẳng biết tại sao stylist lại chọn bộ trang phục này cho bà xã ông Cao Thắng nữa, nhìn chẳng khác nào cây kem matcha, có khoe eo thon thì cũng không có tác dụng gì mấy.